Hello boy, chào mừng quay trở lại với Getting Over It. Thấy gì, có gì đặc biệt không? Chả có con bạ gì đặc biệt hết á. Mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi... Anh đang thấy gì không? Anh đang thấy có gì đặc biệt so với bạn bình thường không? Như này mới đúng quy luật vật lý các bác ạ. Này lăn lăn như này mới đúng này. Bởi vì bay lên một phát là phải ngã phải không? Còn cái bản bình thường á, là bay lên nó không có ngã. Nó không đúng với vật lý. Sau cái mod mà búa to lần trước á, thì mình phát hiện ra là Getting Over It có cực kỳ nhiều mod bựa luôn các bác ạ. Điển hình là cái mod này đây. Ok, let's go. Không nói nhiều nữa. Cố gắng chơi qua đoạn này. Lăn. Mẹ xoay. Phải xoay ạ. Cho bố mày lên nào. Xoay là còn nằm ngang các kiểu nữa. Như này có... Ui, như này có vẻ khó hơn á. Ây à. Ồ, sao nó tơn vậy nhỉ? Ok. Xoay nhìn chống mặt tiền chứ. Xoay này, nhìn xoay này. Ôi, đừng quá. Ôi, đúng rồi, xoay. Ôi, khoan. Hình như nó bay cao hơn phải không? Hình như nó bay cao hơn hay gì ạ, tôi không biết nữa. Ta xoay. Lấy nào. Ê! Sao nó lăn? Đâu không? Ai, sao nó lăn? Má, nó lăn nhìn khó chịu thiệt chứ. Ai chạy. Lên nào, come on. Lại gợi lại ký ức mẹ đau thương hồi trước nữa, cái đoạn này. Đứng dậy nào. À, cái bình nó cứ xoay, nó cứ vớt mày khó chịu thiệt chứ. Hey. Đừng xoay nhẹ, xoay hơi vừa thôi. Xoay nó còn lăn nữa nha. Mà cái này đúng chuẩn vật lý luôn. Xoay nó còn lăn xuống nữa. Rồi. Ui, lăn kìa. Ơi, đừng ạ. Ôi, lên được rồi. Ôi, đừng làm vậy. Đừng làm vậy. Mà nó lăn mày khó chịu thiệt chứ. Come on. Xoay. Oh my god. Qua nào. Come on. Cái gì đấy? Xoay cái như trống trống vậy các bác ạ. Ok, được rồi. Oh my god. Oh. Mọi cực thực sự. Lăn kìa. Shit, này thì được. Hay quá. Ai, lên. Lên, đúng rồi. Lên nào. That's good. Vấn đề
lên được. Bà miệng mày. Mà lăn nhìn bực mình thiệt chứ. Hay quá. Hay quá. That's good, that's good. Yeah. Ôi mẹ, đến cái chỗ có cam nữa mới đau chứ lại. Rồi, yeah. Rồi, qua đây rồi. Qua đây mà rơi xuống thì ăn cứt luôn. Ôi, my god, my god, my god. Đừng vào vậy, đừng vào vậy. Ôi ôi, thôi chết, thôi chết, thôi chết. Thôi chết, mãi mới lên được. Đừng vào vậy. 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 Mà lăn lăn chán chê xong đầu phổ rơi vào xuống như này luôn. Ui, đừng 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 đừng. Lên về xuống đầu game luôn quỳ. Quá cam. Đéo chơi nữa. Ui. Lại thêm một quả mốt siêu bựa nữa, đó chính là Get in over it, nhưng mà bây giờ là phiên bản nằm ngang. Cái màn hình xoay hết luôn, nhưng mà riêng chúng ta là không xoay thôi. Đấy, đến chưa? Và ui, cái này có nhiều đoạn, có nhiều đoạn khó lắm, khó lắm. Ui, cái này có nhiều đoạn khó lắm nha. Mắc mấy cái rồi. Ok. Ok, ok, ok. Ok, đi ra nào, đi ra nào. Ôi, đầm gang này. Ôi, 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 ôi. Ma. Ma tốc độ thần thánh. Phải thật. Cái đoạn này nó đầm gang hết luôn này. Oh my god. Ôi. Hay quá. Hay quá. Đúng rồi. Hey. À, từ thử chui cái này xem được không? Vô nào, vô nào. Ui. Rồi. Hey, hey, vô, hey, họ vô to nào. Kéo vào tao vượt qua đều. Đéo qua được các bác ạ. Nó bị kẹt rồi. Cái lù với mình to quá. Cái lù bự quá, không qua được. Wow. Wow. Ok. Ơ, bây giờ đoạn này qua kiểu gì? Chứ đoạn này vô lý vậy nhỉ? Hey. À. Ồ. 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 Kéo vào. Lít. 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 Ngựa, ngựa, lên, 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 lên. Ui, mà lên xong rồi sao ta? Ui, 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 ui. Ủa, cái gì đây? Kẹt luôn rồi.
Ôi. Ôi, sao khó vậy? Lên xong xuống lại kìa, tập fuck. Tôi bắt đầu thấy khó vãi cả nồi rồi đó nha. Tôi mọi mày. Ôi trời. Phải kéo lên xong tụt xuống lại, tập fuck. Ôi, ma, tiền sư. Đéo hiểu. Mà cái búa nó bị kẹt đây rồi các bác à? Cái búa bị kẹt đây rồi, kiểu gì cũng bị rơi xuống hết, the fuck. Hay quá, hay quá, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ta xoay. Ta xoay. Ta xoay. Ôi. Đây lại, đây lại. Ôi, cái đi cú mày. Lệ, lệ. Lệ. Ôi mẹ hay thế. Ôi hay thế. Hey. 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 Ôi. Ôi mày quá ơi. Bị tính tự tin chiến thắng. Bị tính tự tin chiến thắng. Hey. 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 Ôi. What the fuck. Sao qua đây rồi. Úi. Úi rơi đâu này. Đừng có rơi xuống kia. Ôi đừng có vọng ai. Rồi lại rơi xuống đây rồi. Ấy, trời, rơi lại xuống đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lên đây rồi. Lên được quả dứa rồi. Hay quá. Ui, đoạn nào đây. Ô, 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 that's good. Ấy, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Mà em mới qua lại đây ạ. À? Mà nãy giờ là ngồi đây hơi bị lâu rồi nha. Bay, bay con nào. Rồi. Ôi, lại bóng bay à. Ôi, cái lỗ này sao qua rồi. Không được các bác ạ. À? Ôi. Lỗ nhỏ quá. À. Nó sao nhỉ? Ôi. Ôi được rồi. My god. Thôi đeo đi đường đấy nữa. Đi đường dưới này đi. Má. Tưởng lại rơi xuống chỗ kia chứ. Đúng rồi, cái chỗ camera này. Chỗ camera của trên này là bàn ghế các kiểu. Hey. 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 Ôi, qua nào. Ok. Trời ơi, còn chỗ qua cam nữa. Cái chỗ đấy là như nào nhờ. Cái chỗ đấy map này không biết sao đó. I'm coming, I'm coming. I'm coming. Hey, 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 hey. What the fuck. Hey, 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 hey. Hay quá. Ôi, như chỗ này dễ phải không. Đây à. Ôi, dễ ợt luôn. Easy, easy. Easy, easy, easy. Wait, what? Còn mấy cái cục đá này sao? Mũ nữa. Tránh ra. Tránh ra để bố mày phá đảo. Getting over it. Ờ, mình đi đường này được không? Ờ, có khi lại được nha. Nhưng mà đi đường này thì ra chỗ nào? Ờ? Kỳ vậy. Ôi, ôi mẹ đừng tắt à? Sao như kiểu end luôn vậy?
Sao cái chỗ này nó trơn thế nhở? Mày mày cút xem cái mũ. Đấy rồi. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Đấy rồi. Ôi bay luôn rồi. Ôi bay luôn rồi. End game luôn rồi. Xong chưa? Rồi. Mê thiệt sự. Mê nó buồn cười thôi chứ. Được rồi, không biết còn mod nào bựa nữa không. Tôi nghĩ là chắc chắn sẽ còn rất là nhiều đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những mod cực bựa tiếp theo trong Get to Know Reddit. Và nếu anh em thích series này, đấm vỡ nút like nha. Bây giờ mình sẽ xin bài, chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành. Bye bye. Ôi mẹ, cười đau bụng thiệt chứ.